Trong bữa ăn, mẹ chồng đi rửa tay nhận 3 lần. Tò mò đi theo, tôi bỗng bật khóc. Cứ sao lên chăm con dâu sắp sinh, đến giờ ăn cơm, mẹ chồng lại liên tục đi rửa tay chứ. Thế nhưng khi đến gần hơn, tôi đã bật khóc. Đó là những lời mở đầu trong dòng tâm sự ngày hôm nay. Thì để biết dòng tâm sự này có nội dung chi tiết như thế nào, sau đây ta sẽ mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Ngày tôi lấy chồng, anh chỉ có 2 bàn tay trắng. Nhưng tôi tin đó chỉ là tạm thời, sau này chúng tôi sẽ có tương lai tươi sáng hơn. Bởi lẽ chồng tôi xuất thân trong gia đình nghèo khó, bố mẹ anh quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nhưng anh lại có tầm nhìn xa, có chí cầu tiến, rất chăm chỉ và ham học hỏi. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà vợ chồng tôi đã bên nhau được 3 năm. Ngày ngày hai vợ chồng chở nhau đi làm, chiều về cùng nhau nấu ăn rồi dọn dẹp nhà cửa, sau đó là tiếp tục làm việc đến tận khuya. Cuộc sống tuy có khó khăn, nhưng chúng tôi luôn có nhau, luôn cố gắng phấn đấu hết mình. Nhờ đó mà 3 năm sau khi cưới, chúng tôi đã mua được căn nhà đầu tiên cho riêng mình. Tình cảm vợ chồng thì khăng khít như hồi mới yêu, lại có nhà khi còn khá trẻ nên bạn bè ngưỡng mộ tôi lắm. Sau khi đã có nhà, tôi cũng thả để có bầu và không lâu sau đã có tin vui. Chồng tôi vui lắm bởi đây là con đầu lòng của chúng tôi mà. Không biết mọi người như thế nào chứ tôi ốm ngán kinh khủng lắm, chẳng ăn uống được gì, thậm chí còn sụt cân, người ốm nhom ốm nhách nên chồng bắt tôi ở nhà nghỉ ngơi. Vốn tôi cũng muốn phản kháng, nhưng bố mẹ tôi cũng ủng hộ con rể, bảo rằng phụ nữ mang thai cứ ở nhà dưỡng thai, mọi việc còn lại để đàn ông chăm lo. Tôi cũng đành nghe theo. Thoáng cái đã gần đến ngày dự sinh, chồng tôi đón mẹ anh lên ở cùng để chăm tôi lúc sinh cũng như ở cử. Cuối tuần vừa rồi là mẹ chồng đến, bà xách theo tuổi lớn tuổi nhỏ mang toàn đồ ở quê lên cho tôi tẩm bổ, nào là gà, trứng, rau, củ quả, đủ tất cả các loại. Để thết đãi mẹ chồng, tuy bụng to nhưng tôi vẫn vào bếp nấu cơm. Bình thường khi về quê, tôi và mẹ chồng đều cùng nhau nấu cơm và trò chuyện rôm rã. Nhưng lần này, mẹ lại ngồi trên sofa xem tivi và chờ cơm. Thấy lạ, nhưng tôi vẫn không nghĩ ngợi gì nhiều, vẫn cùng chồng nấu ăn trong bếp. Lúc dọn mâm ra, mẹ chồng lại bước vào bếp. Vừa trở ra ngồi chưa ấm mông, bà lại đứng dậy đi vào bếp. Tiếng rửa tay lại vọng ra từ trong bếp. Sau khi mẹ chồng trở lại bàn ăn, tôi thấy mặt bà thoáng nét ngượng ngùng như có tâm sự gì đó. Khi vào bếp rửa tay lần nữa, tôi cảm thấy chuyện này không bình thường chút nào nên đã lẻn đi theo. Cứ sao lên chăm con dâu sắp sinh, đến giờ ăn mẹ chồng lại liên tục đi rửa tay chứ. Thế nhưng khi đến gần hơn, tôi đã bật khóc. Tay mẹ chồng đang xì, nhất là phần móng. Tôi gặn hỏi mãi, mẹ chồng mới ấp úng trả lời. Con sắp sinh, thời gian này con lại ở nhà dưỡng thai, nên mẹ muốn kiếm thêm chút tiền để phụ cho các con. Mẹ đi cải lúa thuê, rồi đi nhặt rau ở quán ăn, nên thành ra tay mới đen và móng tay dính nhựa rau, rửa mãi mà chẳng sạch. Mẹ sợ con nhìn thấy tay mẹ, rồi chê bẩn, mất vệ sinh, nên mới... Mẹ chồng còn chưa kịp nói hết câu, tôi đã bật khóc nức nở, nắm lấy đôi bàn tay gầy gò và đen đúa dính đầy nhựa rau của mẹ chồng mà áp lên mặt mình. Sao con có thể chê mẹ được chứ? Mẹ là mẹ của con mà, con thương mẹ còn không kịp nữa là. Cứ như thế, hai mẹ con cứ sụt sùi mãi trong bếp, cho đến khi chồng tôi gọi mới chịu ra ăn cơm. Nói là mẹ chồng nhưng tôi thương bà như mẹ ruột. Bởi vì từ nhỏ tôi đã mất mẹ. Thật may mắn khi lấy chồng, tôi lại được bù đắp cho một người mẹ khác. Một người mẹ luôn hết lòng vì con cái và yêu thương tôi như con ruột. Dòng tâm sự thứ hai, bên nhau 5 năm, người yêu đột nhiên đòi hủy cưới. Dù đã lên kế hoạch làm đám cưới, nhưng người yêu của tôi đột nhiên đòi hủy hôn. Cô ấy muốn sau khi cưới sẽ sống cùng với bố mẹ mình. Trong khi đó, tôi không thể ở rể được. Tôi và người yêu đã bên nhau được 1 năm. Chúng tôi đều có dự định sẽ kết hôn với nhau, nên từ lâu đã lên kế hoạch tiết kiệm để vun vén cho tương lai sau này. Hai bên gia đình cũng ngầm coi chúng tôi là con dâu và con rể trong gia đình. Và rồi, tháng sau thì chúng tôi sẽ cưới. Thế mà chẳng hiểu sao
cô ấy đột nhiên đòi hủy cưới dù rằng đang mang thai. Lý do là tôi muốn sống cùng với bố mẹ mình sau khi cưới, còn cô ấy thì muốn ở với cha mẹ mình. Tôi bảo không thể ở rể được vì tôi là con trai trưởng, phải phụng dưỡng cha mẹ. Còn cô ấy thì muốn ở nhà mình trong thời gian bầu bì và sinh đẻ, khi nào con cứng cáp thì mới chuyển về nhà chồng. Không nhận như thế, cô ấy nói không muốn xa bố mẹ mình, sợ ở chung với bố mẹ chồng sẽ xảy ra mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Dù mẹ tôi khuyên nên ở nhà mẹ chồng, mẹ tôi có thể chăm sóc con dâu ở cử rất chu đáo và khoa học, cũng xem cô ấy như con ruột mà đối đãi, nhưng cô ấy vẫn một mực không chịu. Nói qua nói lại một hồi, cô ấy lại đòi ra ngoài ở riêng cho thoải mái. Nhưng cả hai làm gì có tiền mà mua nhà, chẳng lẽ lại đi thuê phòng trọ trong khi hai bên gia đình đều có nhà riêng rộng rãi. Vì không thống nhất được nơi ở nên cô ấy muốn hủy cưới. Bản thân tôi cũng khá mệt mỏi, giờ nhà tôi chẳng biết phải làm sao cho ổn thỏa với cô người yêu đỏng đảnh như vậy nữa. Mong mọi người cho tôi lời khuyên với. Như vậy là Tasha vừa mới chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn hai dòng tâm sự của chương trình ngày hôm nay. Thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, Tasha cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những dòng tâm sự tiếp theo trên kênh YouTube Tasha Trần.